Alo. Anh yêu em, anh Thành đây. Tại sao mấy ngày hôm nay anh gọi cho em không được? Có phải em đang ở bên người ta có đúng không? Huệ Minh, sao em lại bỏ rơi anh? Anh yêu em như thế cơ mà. Anh Thành, ngày hôm nay anh rất nhớ em, nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Anh chỉ cần em trả lời một câu thôi, em có còn yêu anh hay không? Anh đang đứng ở trên lan can cầu. Một là anh với em sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời. Hai, anh sẽ ra đi mãi mãi để em được chung sống với chồng em. Anh Thành, em yêu anh, em rất yêu anh. Nào, bây giờ thì nghe lời em, xuống khỏi lan can cầu đi anh nhé. Em yêu anh, trái tim của em luôn dành trọn cho anh. Anh biết là em cũng yêu anh mà. Thế nhưng còn chồng em thì sao? Huệ Minh, em còn ở đó không đấy Huệ Minh? Huệ Minh, em đây, em vẫn đang nghe anh nói đây. Anh đừng bao giờ nhắc đến chồng em nữa. Em không muốn nhắc đến con người đấy nữa. Nào, bây giờ thì hãy nghe lời em, đi về đi, rồi mai chúng mình gặp nhau nhé. Được chứ, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm. Em yêu anh, anh về đi nhá. Bye bye anh. Ngay từ đầu ấy là chị đã biết là em nhầm số điện thoại rồi. Nhưng mà nói thật là khi nghe thấy em nói là em muốn tự tử, em muốn nhảy cầu ấy, chị cũng hết hồn hết vía luôn. Thành này, chị nói thật, đừng vì tình yêu vu vơ với một cô Huệ Minh nào đó mà em